Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: sử dụng rau mồng tơi ngừa tình trạng loãng xương tốt nhất ở người cao tuổi. Nếu như chúng ta quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, giá trị dinh dưỡng và tác dụng của rau mồng tơi. Rau mồng tơi thì khá gần gũi và thân thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi à, và không phải nói nhiều về cái loại rau này nữa đúng không ạ? Thì rau mồng tơi có chứa rất nhiều những vitamin và khoáng chất, bao gồm như là vitamin A, C, K, B9, kali, canxi, sắt và magie. Đặc biệt thì rau mồng tơi còn chứa nhiều các hợp chất chống oxy hóa là flavonoid và carotenoid. Nó giúp bảo vệ những tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và nguy cơ gây ung thư. Thì trong mỗi 100g rau mồng tơi nó chứa khoảng 23 calo. Theo đông y thì mồng tơi có tính hàn, vị chua, tán nhiệt, bổ huyết, lợi tiểu, giải độc, đẹp da, rất thích hợp để giải nhiệt trong những ngày mùa nắng nóng. Thì rau mồng tơi mang đến rất nhiều những cái tác dụng cho sức khỏe, chúng ta có thể điểm danh cùng với Trang. Tác dụng đầu tiên là nó tốt cho tim mạch. Ngoài những cái giá trị dinh dưỡng như là vitamin và khoáng chất thì mồng tơi còn chứa nhiều các hợp chất chống oxy hóa như là flavonoid, carotenoid. Nó có tác dụng ngăn ngừa những cái tổn thương tế bào và chống lại sự lão hóa ở tim mạch, cho nên nó sẽ tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Tác dụng thứ hai, rau mồng tơi có tác dụng giảm cân. Thì rau mồng tơi là một loại rau có chứa ít calo, mỗi 100g thì có 23 calo thôi bạn ha. Đồng thời thì nó cung cấp nhiều chất xơ và nước, nó giúp tạo cái cảm giác no nè, hỗ trợ trong cái quá trình giảm cân. Bên cạnh đó thì mồng tơi á cũng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất nữa, cho nên nó sẽ hỗ trợ sức khỏe một cách tổng thể và tăng cường cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Và tất nhiên muốn giảm cân cùng với rau mồng tơi thì phải kết hợp trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể bạn nha. Tác dụng thứ ba, hỗ trợ tiêu hóa. Bởi vì chất xơ trong rau mồng tơi cải thiện chức năng tiêu hóa rất tốt, ngăn ngừa táo bón, giảm thiểu nguy cơ ung thư, đại trực tràng và những cái vấn đề liên quan đến tiêu ruột. Ngoài ra thì loại rau này có nhiều chất xơ, nó giúp giảm hấp thu cholesterol nữa. Tác dụng thứ tư, tốt cho hệ miễn dịch. Mồng tơi có chứa rất nhiều những cái chất chống oxy hóa và vitamin A, vitamin C, vitamin E. Đây đều là những cái chất chống oxy hóa rất tuyệt vời cho sức khỏe, là những cái giá trị dinh dưỡng để tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Kết hợp thêm rau mồng tơi trong chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể giúp cho cơ thể chống viêm nè và tăng cường sức đề kháng nữa, có nghĩa là nâng cao cái hệ thống miễn dịch của mình lên đó. Tác dụng thứ năm, cải thiện thị lực. Ăn rau mồng tơi thường xuyên, nó giúp cho mắt của chúng ta được hỗ trợ khỏe mạnh hơn bởi vì nó có chứa tiền vitamin A. Thì khi mà sử dụng vào cơ thể, nó sẽ chuyển thành vitamin A và một chất dinh dưỡng quan trọng cho mắt nè, giúp bảo vệ mắt khỏi những cái vấn đề như là thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, mờ mắt, quáng gà, vân vân. Và tiếp đến là tác dụng dưỡng da của rau mồng tơi. Thì mồng tơi có thể giúp cho mọi người cải thiện sức khỏe của làn da bởi vì nó có chứa nhiều vitamin và những cái chất khoáng quan trọng. Ngoài ra thì nó còn cung cấp carotenoid, nó có tác dụng chống oxy hóa cho cơ thể của chúng ta. Lutein và zeaxanthin nè, nó sẽ chống lại những cái bệnh tật và ngăn ngừa cái quá trình lão hóa trên da. Bổ sung rau mồng tơi vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình đó, nó sẽ giúp tăng cường sản xuất collagen nè, nó giúp da săn chắc và giảm đi những cái nếp nhăn. Ngoài ra thì rau mồng tơi rất giàu cái hàm lượng canxi,
Cho nên đây cũng là một trong những cái khoáng chất rất là có lợi cho sức khỏe của xương khớp. Và nó duy trì cái mật độ những cái khoáng chất trong xương, ngăn ngừa loãng xương, rất thích hợp cho mọi độ tuổi. Và nhất là những người lớn tuổi mà sử dụng rau mồng tơi đó sẽ cung cấp một phần canxi trong chế độ ăn uống. Phần thứ hai, cách sử dụng rau mồng tơi tốt nhất cho người cao tuổi. Thì để sử dụng rau mồng tơi tốt nhất cho người cao tuổi thì mỗi ngày á chỉ nên ăn khoảng 100g rau mồng tơi thôi, không nên ăn quá nhiều. Một tuần thì chỉ nên ăn từ 3 đến 4 lần. Thì mọi người có thể là luộc lên để ăn nè, hoặc là chúng ta có thể nấu canh, thông thường là sẽ nấu canh cùng với cá, với thịt băm hoặc là với tôm nè, hoặc là mọi người có thể nấu cùng với niêu sò rồi đó, đều được hết. Thì đa phần là người ta sẽ sử dụng nấu canh hoặc là ăn kèm cùng với những cái món lẩu mọi người ha. Thì đó là cái cách để sử dụng rau mồng tơi tốt nhất cho sức khỏe, nhớ là phải nấu chín lên rồi mới sử dụng bạn ha. Phần thứ ba, cần lưu ý những gì khi sử dụng rau mồng tơi. Thì Trang có một vài những cái lưu ý thôi, muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Đầu tiên là chọn rau mồng tơi sạch. Bởi vì nếu như chúng ta chọn mua những cái rau mồng tơi không sạch thì rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng mọi người ha. Thứ hai, không nên ăn rau mồng tơi sống. Có nghĩa là chúng ta phải nấu chín lên rồi mới sử dụng. Thứ ba, không nên ăn quá nhiều rau mồng tơi cùng một lúc. Thì Trang giới hạn cái mức độ an toàn là 100g cho một lần ăn cho một ngày đó. Một tuần thì 3 đến 4 lần. Thứ tư, những người không nên ăn rau mồng tơi như là những người bị sỏi thận nè, hoặc là những người bị đau bụng, tiêu chảy hay là gặp vấn đề về hệ tiêu hóa thì nên hạn chế sử dụng rau mồng tơi để tránh tình trạng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là những người bị sỏi thận. Thứ năm, vệ sinh răng miệng sau khi ăn rau mồng tơi. Bởi vì mồng tơi có chứa nhiều axit oxalic, một hợp chất hữu cơ có thể tạo thành những cái tinh thể nhỏ, không hòa tan trong nước và dễ bám vào răng. Thì ăn rau mồng tơi có thể làm tăng những cái mảng bám trên răng. Nếu như bạn tinh ý một xíu đó thì bạn để ý coi, nếu như mà bữa đó chúng ta ăn canh rau mồng tơi mà hơi ăn nhiều một xíu ha, thì cái cảm giác nó bó bó cái miệng, cái răng của chúng ta nó cũng hơi bị nhắm nhắm đó. Mọi người cứ thử xem coi, nó có giống như những cái gì Trang mô tả không? Thì Trang thấy là lần nào ăn canh rau mồng tơi xong rồi nó cũng vậy hết mọi người ha. Nhưng mà khi đánh răng súc miệng rồi á thì nó lại hết. Thì nhớ là vệ sinh răng miệng sau mỗi lần chúng ta sử dụng canh rau mồng tơi. Thì đó chỉ là những cái kiến thức xoay quanh về cái chủ đề này để giúp ích cho mọi người. Khi mà tìm hiểu đó thì sẽ có được một cái kiến thức khái quát nhất thôi. Và lưu ý giúp Trang là những người bị sỏi thận thì tuyệt đối đừng nên sử dụng rau mồng tơi ha, bởi vì nó sẽ không tốt cho cái tình trạng sức khỏe hiện tại. Và đây chỉ là những cái kiến thức cơ bản và nền tảng thôi để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề này. Chứ Trang không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào, cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Nếu các bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang ha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.